Lễ ký kết hợp đồng huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Long An diễn ra vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 24 tháng 2. Theo đó, bản hợp đồng của Nguyễn Minh Phương sẽ kéo dài trong 2 năm. Cựu đội trưởng của đội tuyển bóng đá Việt Nam vẫn còn một số vướng mắc với đội bóng cũ Bình Phước. Tuy nhiên, ban lãnh đạo câu lạc bộ Long An đã chia sẻ thông tin sẽ sớm giải quyết nhanh chóng để Minh Phương kịp ra sân chỉ đạo câu lạc bộ Long An trong trận đấu với Hoàng Gia Lai vào chiều ngày 25 tháng 2 trên sân nhà. Chắc chắn là mục tiêu của ban lãnh đạo đề ra thì chắc chắn là phải trụ hạng bằng mọi giá, thì chúng tôi phải trụ hạng. Giống như Minh Phương dám chấp nhận cuộc chơi, dám chấp nhận thử thách, dám chấp nhận đương đầu những khó khăn thì chúng ta thử được. Lúc đó kể cả mình là người tướng, mình đứng đầu, mình không bản lĩnh, kể là cầu thủ mình nó sẽ không bản lĩnh. Đội bóng vẫn còn đó, vẫn còn những nhà lãnh đạo của Long An để hỗ trợ cho đội bóng. Không phải vấn đề ở đây là tiền, nhưng mà vấn đề ở đây các anh em làm sao chúng ta ngã chỗ nào chúng ta đứng lên chỗ đó, để cho người hâm mộ thấy là hình ảnh đội bóng Long An giống như cái thời điểm mà thầy Cadetto đã truyền đạt cho chúng tôi những cái năm rất là khó khăn.